Giới thiệu cho các bạn con Roy Cutting dòng Unbed. Con này là 3 số cho 3 tốc độ, khung sừng nhôm. Và như mình để ý cái phụ tùng của nó là như hết nhôm hết 90% rồi. Nó sử dụng dây Cura. Và bộ phát dynamo bánh trước giúp các bạn đi ban đêm khỏi phải cần phải nguồn năng lượng nào hết, tự nó quay bánh và tự nó phát sáng. Bao tay dìm của Roy Cutting càng thẳng nhôm, bi đông bông tăng nhôm. Các bạn thấy đồ của con Nhật nó xỉn nhưng mà chất lượng nhôm của nó thì tuyệt vời. 3 số cho 3 tốc độ, hồi mình sẽ test cái phần này để các bạn dễ hình dung. Bên đây cũng vậy, càng thẳng nhôm. Đây là bóng đèn trước, nó xài bằng nguồn năng lượng nào thì các bạn để ý khi các bạn đạp bánh sẽ quay và tự nó phát điện ra qua cái dynamo. Cái này thì gọi là dynamo phát điện, một dây vô dynamo và một dây âm sườn cặp vỏ ruột zin. Niềng nhôm, và cam inox dynamo này nhôm luôn nha các bạn. Ký hiệu của Roy Cutting. Dàn tem zin của nó Unbed. Đây là bộ khóa cổ. Khóa cổ sử dụng như thế nào, sao khóa được nó? Các bạn để ý cái ổ khóa sau, ổ khóa sau của Roy Cutting luôn. Thì các bạn muốn khóa nó, các bạn phải nhấn cái nút cam này xuống. Đó, để ý nè, nhấn nút cam này xuống thì nó mới cho mình khóa bánh. Chứ bình thường nó cũng không có khóa cho khóa đâu. Nó sợ con nít nó phá bậy, nó lấy chìa khóa. Thì khóa nó, dàn cổ trên sẽ tự động khóa lại. Đó là tác dụng của bộ khóa cổ. Cốt yên nhôm, tăng chỉnh chiều cao được. Nó có cái lẫy đây, quay ngược chiều kim đồng hồ, tăng và giảm theo chiều của người sử dụng. Yên zin, ba gai nóc, cặp dè. Như bánh trước thôi, bánh sau vẫn là niềng nhôm và cam inox. Chân chống nó, lò xo còn khá tốt. Đầm Shimano 3 số cho 3 tốc độ là anh đây. 3 số cho 3 tốc độ là thay vì các bạn ngày xưa các bạn dùng lip đề, các bạn không tăng cái nhảy lip, nhưng mà cái dòng xe Nhật này nó sẽ kết hợp hết hoàn toàn trong cái bộ lip, bộ đùm sau, bộ thắng của Roy Cutting. Bấu bằng bi, 6 viên bi trong đó. Khi bánh quay, 6 viên bi sẽ khép từ từ nó siết lại. Thì gọi là bấu bằng bi, không bấu bằng bố. Bố là giống như bố xe Honda ngày xưa mình hay thay bố thắng, mòn là phải thay bố thắng, nó là nó, nhưng mà không. Này là thấu bằng bi. Mà bi với bạc đạn của nó thì các bạn biết cái độ thép của con Nhật rồi. Muốn hư nó thì cũng khó lắm. Bên đây. Còn về phần phía bên đây, nó đang sử dụng cộng dây Cura của Roy Cutting, dây Cura zin. Nhiều bạn hỏi, ủa sao nếu mà đứt thì có đồ thay không? Tất nhiên là sẽ có, đồ mới có, đồ zin có. Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, cái tua đạp của mình đây, nó đạp anh nào đạp khỏe nhất thì 25 km/h, 30 km/h. Thì không tài nào mình chưa thấy cái trường hợp đứt dây Cura hết nha các bạn. Chưa thấy bao giờ đứt dây Cura hết. Cái tua máy xe Honda các bạn thấy xe đời mới giờ nó đi bằng dây Cura không?
Thì các bạn thử nghĩ đi, mấy năm trời nữa mới thay. Còn một chiếc xe nhà mình như gần 10 năm mình chưa thay Jaguar. Và đi tốc độ 80, 70 có, 90 có. Thì các bạn thử nghĩ không tài nào nó đứt cái xe Jaguar này hết. Nên các bạn phải yên tâm. Đó là như vậy. Cái dè của Bridgerton Ambed thường là cũng bể 27 ở đây. Bể ngay cái mô nối này này. Cái chỗ này nó yếu lắm. Nhưng mà con này được cái cũng chưa bể. Và mình cũng rất trân trọng nó. Do dĩa của Bridgerton, giò nhôm, bàn đạp zin, dàn tem bên đây. Và giống như mình nói thì đa phần con này là hết 90% là đồ nhôm. Các bạn thấy rồi, mình giới thiệu là đa phần là đồ nhôm hết rồi. Có rổ inox, ba ga inox và cầm inox. Ba thứ đó là đồ inox thôi. Còn như là đồ nhôm hết. Và ba số cho ba tốc độ là như thế nào? Mình đang ở chế độ số 1 nha. Các bạn coi cái chân của mình đạp đây. Mình 78, 79 kg mà đạp rất nhẹ nhàng. Không phải nặng nề gì hết. Cái số này thì chỉ để tập thể dục, leo dốc, trở nặng thôi. Đạp rất nhẹ nhàng. Các bạn thấy không phát ra một tiếng âm thanh nào của sơn xích hết. Jaguar đặc biệt ở điểm đó. Lưu ý cái phần vô số của mình nè. Các bạn khi muốn sang số, đang đạp đúng không? Muốn sang số nè, ngừng nhịp nè, tay vô số 2. Đó. Các bạn thấy rất an toàn, không bao giờ bể hộp số hết. Và cái chân mình đã nặng hơn. Tốc độ cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ nhanh hơn. Và tiếp tục vẫn là số 3. Lưu ý nè, ngưng nhịp, tay dặn, đạp tiếp. Các bạn thấy nó kết hợp tay và chân rất nhuần nhuyễn. Thì hộp số sẽ không bao giờ xảy ra sự cố bể hộp số hết. Tại vì cái thời điểm vô số là cái thời điểm cái tay mình dặn là cái thời điểm nó vô số. Càng số nó sẽ nhảy trong đó. Các bạn chỉ cần ngưng một nhịp là ok. Trả số cũng vậy nè. Ngưng nhịp. Đang đạp đúng không? Nè. Ngưng nhịp, trả số. Chân đạp nhẹ lại. Ngưng nhịp, trả số. Là chân sẽ đạp nhẹ lại. Các bạn thấy cái chân mình đạp lia lịa. Đó là số 1, tác dụng số 1, 2 và 3 cho 3 tốc độ là nó. Dễ hình dung. Cái bộ khóa cổ của nó nhiều cái nó cũng hay lắm nha các bạn. Thứ nhất là chống trộm. Và thứ hai là nó giữ cứng cái dàn cổ, nó không có lật lè lật khỏi qua bên. Dòng Amex thương hiệu của Bridgerton. 0909775445 đó là số điện thoại của mình. Dòng Amex này mình nhiều. Giá cả cũng lại thuộc tùy thuộc vô cái chất lượng xe. Các bạn add Zalo số 0909775445 tư vấn mà coi thì mẫu xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.